Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Đông Á tổ chức hội thảo khoa học chủ đề tham vấn và trị liệu tâm lý cho học sinh sinh viên hậu Covid-19 và ký kết hợp tác về tham vấn và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh các tỉnh miền Trung. Hội thảo quy tụ 15 tham luận chuyên môn, trong đó có 6 tham luận trình bày trực tiếp tại hội thảo, cùng hơn 50 các nhà nghiên cứu, nhà tâm lý học, giảng viên đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học đào tạo, ngành tâm lý học trong cả nước. Các tham luận trình bày tại hội thảo là những phân tích về thực trạng vấn đề sức khỏe tâm thần của các đối tượng xã hội dễ bị tổn thương trong bối cảnh trong và hậu COVID-19. Thực trạng trầm cảm, lo âu, stress của sinh viên, áp lực đồng trang lứa của học sinh trung học phổ thông, các kinh nghiệm và mô hình chuyển đổi hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh sinh viên trong bối cảnh COVID-19 và hậu COVID. Các tham luận cũng đề cập đến vai trò của việc kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, tham vấn trị liệu tâm lý, công tác xã hội, nhân viên cộng đồng, trường học, gia đình trong việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Tại hội thảo cũng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về tham vấn và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh giữa trường Đại học Đông Á với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và các cơ sở giáo dục tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.